Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sau cuộc ôn dịch đầy thảm khốc từ Trung Quốc, Ấn Độ đã gây ra biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Nào là nhà không người ở, đường vắng không người đi, chợ không người nhớ, nhà bích ngõ ga thay không lấp mà để phơi khô, nước không có uống, nam mô đạo nào. Cho nên chúng ta cần phải tầm tiên lánh tục để tránh được những kiếp số nữa sau những cuộc ôn dịch này. Cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: hạ quân lòng giả đổi dời, bao giờ khổ não đến đời là đấy. Hoặc là đến thân dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà chống cuộn khoan, tiếng than lụy ngọc nhỏ chàng, nạn tai dồn dập sớm làng còn chí. Thôi thôi cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Dầu vậy cũng chưa mấy thê thảm, rồi đây sợ khi nhìn thấy phải lạc phách hồn tan trước cảnh máu sông xương núi. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Chẳng giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Thật vô cùng thảm thương cho Lê Thứ, thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi. Thương Lê Thứ tới hồi khổ não, bởi từ đây sẽ có nhiều cuộc biến đổi dị kỳ. Từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện xây. Đức Huỳnh Giáo Chủ còn cho biết rồi đây sẽ xảy ra nào là cảnh người đua nhau mà chạy đất cài. May sao nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lâu đài cùng xa. Và chừng đó khó đứng khôn ngồi vì quá thương nhà tiếc của. Để sao khó đứng khôn ngồi thương nhà tiếc của, biết hồi nào vui. Là vì nhà cửa ấy nó tuôn trong một giờ là sạch, giàu sáng như nước trên nguồn. Gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, nào giặc giả bốn phương nổi lên. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Nào là nạn đói khó, trong bọn đạo từ đây kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Là một khi nạn đói xảy ra thì người đời phải điêu linh, vì nó kéo dài đến 5 năm 6 tháng. Bủ ngọc trường quán ẩn tịch kỳ,
Sơn đài lộ vẻ liễu quyền di, kỳ thâm tá giả thi thành thủy, hương vị âm thầm mộc tí di. Năm năm lục hoạt cơ hàng thử, non lịch đài mấy rạng tung vi. Bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sa tự định chi. Chúng ta đọc một hàng thẳng xuống. Năm non bảy núi. Cái nạn đói này Đức Huỳnh giáo chủ cho biết, Đức Huỳnh giáo chủ cho biết nó kéo dài cho đến ngày lập đời Thượng Quân mới dứt. Ngũ niên diễn lự cơ hàng, đến chừng quy phục hớn đàn mới yên. Bởi thế ngài hằng khuyên những người giàu có, kẻ phú quý đừng dông cơm nguội, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Cũng như ngài đã khuyên cả gọi mọi người, khuyên chằng sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Về nạn đói, chúng ta thấy Đức Huỳnh giáo chủ nhận định cũng như ông sư giải bán khoai về thời hạn 5 năm 6 tháng. Đây là lời của ông sư giải bán khoai: 5 năm 6 tháng long đông, nhân dân thiên hạ mắc dòng gian nan. Hoặc là 5 năm 6 tháng cơ hàng, quỷ dương gây loạn nào an thế trần. Nào là nạn quỷ dương gây ra tai nạn do chúng dân. Nhưng ông sư giải bán khoai vừa nói trên, đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến diệt thảm sầu, gắng nghe kỹ lời ta mách trước. Đức Huỳnh giáo chủ cho biết là trời đã mở cửa cho quỷ dương nó xuống. Thời kỳ này nhiều quỷ nhiều ma, chờ mở cửa quỷ dương xuống thế. Nói rất tinh tường, biết cả tên người mà nó kêu. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình. Nào là cửa nhà tan nát, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh nghiêu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Nào là cha con chồng vợ lạc nhau, nhà không ai ở, cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm diền khổ dữ a. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Ngoài những tai biến vừa kể, Đức Huỳnh giáo chủ có biết nào là nạn ác thú kỳ binh dị trạng sát hại sinh linh, đúng như lời ông sư giải bán khoai và ông ba thớ cho biết. Chúng ta thử so sánh, đây là lời của ông sư giải bán khoai: thú sao nhiều thứ dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú nay. Lớp bay lớp chạy lăng xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đặng đâu.
và đây là lời của ông Ba Thớ. Có hổ lang ác thú tới nhà, hùm tha xấu bắt trẻ già hương ôi. Và đây là lời của Đức Quỳnh giáo chủ. Mưu sâu thì họa cũng thâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê. Hùm beo tây tưởng bổn bề, lại thêm ác thú mãn xà đứt to. Các loài thú đều biết bay, đúng như ông sư giải bán khoai đã viết. Hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoán. Ai mãn ở nghinh ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Mặc dầu là kỳ binh dị tượng, nhưng loài thú ấy có cả tánh linh, biết phân biệt đâu là người hiền người ác. Với cả hiền đức thì nó cúi đầu, còn người hung ác thì nó sát hại. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hổ, cảnh núi non nhiều thú dĩ kỳ. Nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phàn chúa. Nào là nạn binh chờ và ông sư giải bán khoai. Ông Ba Thớ gọi là âm binh. Đây là lời của ông sư giải bán khoai nói về âm binh. Lại còn một mối âm binh, làm đau nhiều chứng, chống mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lại nát thịt tán xương chẳng còn. Và đây là lời của ông Ba Thớ. Sức ngôn vô độ hủ âm binh, sử văn bất chánh bất minh khổ đời. Còn đây là lời của Đức Quỳnh giáo chủ nói về nạn âm binh âm trời. Nó chiều gồi lại đối mai, dương trần sắp dương bỉnh trời từ đấy. Nào là nạn bàn môn tả đạo, nhiễu hại sanh linh. Về đoạn này, ông sư giải bán khoai cho biết: bàn môn thả thú gấp đông, kỳ lắm sư tử lại nhiều thú hung. Hay là bàn môn diệu thuật đa đoan, hóa lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Còn Đức Quỳnh giáo chủ thì cho biết: ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bàn ngôn tài phép nào tường, kêu trời dậm đất cũng thì giả răng. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tà đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh. Thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thì mất tán tành về sao. Nào là nạn thiên la địa vọng, ngăn đường đón ngõ, kẻ hung ác không chạy đâu cho thoát. Đến chừng đó thiên la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nào là nạn sơn băng kiệt thị, sau đến việc sơn băng kiệt thị, khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Nhìn xem chằng nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Nào là nạn đại hồng thủy,
và nạn lửa trời gực. Về đoạn này ông sư giải bán khoai cho biết: nước đâu mà ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Và đây là lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ nói về nạn Đại Hồng Thủy. Ngọn thủy chiều nổ nước sụt sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Và nói về nạn nước và lửa: nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nàng tay. Trải qua những thiên tai địa ác ấy, người đời chết chẳng biết bao nhiêu mà kể. Cho nên ông sư giải bán khoai đã mô tả trạng ấy với câu: ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Ông Ba Thới cho biết người ta chết đến không ai chôn, e thân thác chẳng đặng bỏ bì, bây giờ quán quách cố gì chế tan. Về cảnh trạng này, Đức Quỳnh Giáo Chủ viết thêm: lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường, hay là chinh chinh bóng xế về tay, đối nhìn trần thế sát hay ê hề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.